Đây là chương trình Phật Pháp Rathama trên mạng Internet qua Podcast, Facebook và Zoom. Mỗi ngày 2 giờ, giờ mùa đông, Việt Nam từ 8:30 đến 10:30 tối, Houston 7:30 đến 9:30 sáng, New York 8:30 đến 10:30 sáng, Cali 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 12:30 tối đến 2:30 sáng. Con đang nhận việc thành kính đảnh lễ với tôn đức và thăng chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay thứ năm, ngày 3 tháng 3 năm 2022, Phật lịch 2565, môn học thắng pháp Abhidhamma, chương 8, thoát yếu dương trợ, Paccaya Sangha, bài 64, tổng quan phần 1, định lý dương hệ, Paccaya Nanadyo. Tiếp theo, thì tôi sẽ biên soạn và giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh bậc đảnh lễ Tam Bảo. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm hiểu năng hướng thượng trí giả thân chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước tiền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì quy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sắc thú chúng con kính tri ân thượng tọa minh hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học thắng pháp hôm nay, bài 64, tổng quan toán yếu dương trợ, phần 1, định lý dương hệ. Bát Tha Na Na Vô. Tiếp theo, 12, trùng dụng duyên, AC Quá Na Bát Cha Vô. Trùng dụng duyên là mãnh lực trợ duyên trùng lập nhiều lần một thứ tâm động lực thiện hay bất thiện hay tốt trong lộ trình tâm, được thí dụ như công việc làm được thuần thục nhờ thao tác lặp đi lặp lại nhiều lần. Trùng dụng duyên cũng là hình thức vô gián duyên. Vô gián duyên của dòng tâm thức tiếp nối nhau đến chặn động lực thì gọi là trùng dụng duyên. Chánh tạng giải thích gọi là trùng dụng duyên như các pháp thiện sanh kế trước trợ các pháp thiện sanh kế sau bằng trùng dụng duyên, các pháp bất thiện sanh kế trước trợ các pháp bất thiện sanh kế sau bằng trùng dụng duyên, các pháp vô ký tố sanh kế trước trợ các pháp vô ký tố sanh kế sau bằng trùng dụng duyên. Chú giải: trong lộ tâm có chặn động lực thiện, sát na động lực trước làm năng duyên trợ sát na động lực sau làm sở duyên. Cùng giống thiện gọi là thiện trợ thiện bằng trùng dụng duyên. Trong lộ tâm có chặn động lực bất thiện, sát na động lực trước làm năng duyên trợ sát na động lực sau làm sở duyên. Cùng giống bất thiện gọi là bất thiện trợ bất thiện bằng trùng dụng duyên. Trong lộ tâm có động lực tố, sát na động lực trước làm năng duyên trợ sát na động lực sau làm sở duyên. Cùng giống vô ký tố gọi là vô ký trợ vô ký bằng trùng dụng duyên.
13. Nghiệp duyên. Cầm mắt bách chất dù. Nghiệp duyên là sự trợ giúp bằng mãnh lực điều hành tạo tác. Chính chê tách na, tư tâm sở, là vai trò nghiệp, cầm mắt. Có Phật ngôn rằng, chê tách na hằng biết khắc quê, cầm măng quách đà mi. Này chư tỳ kheo, ta nói tư là nghiệp. Tư, chê tách na, được ví như người thợ cái trong cơ sở sản xuất. Anh ta điều hành mọi người làm việc và tạo ra sản phẩm. Có ba loại nghiệp duyên. Dị thời nghiệp duyên. Na nắc khát ni cắt cầm mắt bách cha dạ. Vô gián nghiệp duyên. Anh anh ta rắc bách cha dạ. Câu sanh nghiệp duyên. Sa cha tắc bách cha dạ. Chính tạng giải thích gọi là nghiệp duyên như là nghiệp thiện và bất thiện trời tạo các danh quẩn quả và các sắc nghiệp bằng nghiệp duyên. Tư, trợ các pháp tương ưng và các sắc tâm bằng nghiệp duyên. Chú giải. Tư tâm sở tương ưng 12 tâm bất thiện chính là nghiệp bất thiện akusala kamma. Nghiệp bất thiện này tạo ra 4 danh quẩn quả bất thiện cùng 18 sắc nghiệp cõi khổ. Tư, trợ quả danh sắc ấy gọi là dị thời nghiệp duyên. Tư tâm sở tương ưng 37 tâm thiện chính là nghiệp thiện kusala kamma. Nghiệp thiện dục giới và sắc giới tạo ra 4 danh quẩn quả và sắc nghiệp tục sinh trong cõi vui ngũ quẩn. Nghiệp thiện vô sắc giới chỉ trợ tạo danh quẩn quả tục sinh cõi vô sắc, không tạo ra sắc nghiệp. Nghiệp thiện siêu thế. Tư, trong tâm thiện siêu thế trợ sanh quả siêu thế. Đây là trường hợp đặc biệt. Tâm đạo không phải là nghiệp luân hồi kamma watta. Tâm quả siêu thế không phải là quả luân hồi. Vì rằng tư chetana thiện siêu thế cũng trợ sanh quả siêu thế nên vẫn gọi là nghiệp duyên. Mặt khác, theo chú giải giải thích, tâm đạo makkacitta trợ tâm quả phalacitta liền kề trong lộ tâm đắc đạo quả gọi là vô gián nghiệp duyên. Anantarakkammapaccaya, mãnh lực tâm đạo trợ tâm quả khởi lên về sau khi nhập thiền quả. Phalasammapatti thì đây gọi là dị thời nghiệp duyên. Nanakkanikkammapaccaya, tư tâm sở trong 121 tâm còn có vai trò điều hành tâm và tâm sở tương ưng với nó và trợ tạo sắc tâm đồng sanh. Trường hợp này gọi là câu sanh nghiệp duyên. Sa-cha-ta-cam-ma-pa-cha-ya. 14. Quả duyên. Quy-ba-ca-pa-cha-yu. Quả duyên là sự trợ giúp bằng vai trò dị thục của nghiệp. Nghiệp tạo ra tâm quả, vốn danh quẩn quả lại tương trợ lẫn nhau. Cũng ví như 4 người đi lạc trong rừng, họ đồng cảnh ngộ giúp nhau, nương tựa nhau vậy. Chánh tạng giải thích gọi là quả duyên, tức 4 danh quẩn quả trợ giúp lẫn nhau bằng quả duyên. Chú giải, 4 danh quẩn quả ở đây là 52 tâm quả và 38 tâm sở tương ưng. Trợ giúp lẫn nhau nghĩa là một quẩn trợ ba quẩn, ba quẩn trợ một quẩn, hai quẩn trợ hai quẩn. Đó là quả duyên phần chính. Còn phần phụ là 4 quẩn quả trợ sắc tâm đồng sanh bằng quả duyên. Trong sắc na tục sinh cõi ngũ quẩn, quẩn quả tái tục trợ sắc nghiệp tái tục cũng bằng quả duyên. 15. Phật thực duyên. Aharapachayo. Phật thực là mãnh lực trợ duyên bằng cách nuôi lớn, làm điều kiện cho sở duyên sanh khởi và phát triển. Như đất nuôi cây cỏ vậy. Phật thực duyên có hai duyên, chia theo chi pháp là sắc Phật thực duyên, Rupaharapachaya, và danh Phật duyên thực duyên, Namaharapachaya. Chánh tạng giải thích gọi là Phật thực duyên như đoàn thực trở thân này bằng Phật thực duyên, các phi sắc thực trợ các pháp tương ưng và các sắc tâm bằng vật thực duyên. Chú giải, có 4 loại vật thực là đoàn thực, các bạn linh ca ra,
xúc thực, phát xa hà ra, tư niệm thực, sanh chê tắc na hà ra, và thức thực, huynh nhà na hà ra. Đoàn thực là sắc vật thực. Vật thực ngoại là cơm, bánh, rau, trái để nhai ăn. Vật thực nội là dưỡng tố, ồ chắc, trong bọn sắc bất ly. Cả hai thứ sắc vật thực này là năng duyên trợ nuôi dưỡng thân sắc quẩn này, gọi là sắc vật thực duyên, rubaha rapachaya. Xúc thực là tâm sở xúc, là thức ăn cho thọ quẩn. Tư niệm thực là tâm sở tư, là thức ăn cho tâm quả. Thức thực là tất cả tâm, là thức ăn cho các tâm sở tương ưng và sắc tâm. Tuy vậy, ba danh thực Namahara này vẫn làm năng duyên trợ chung cho sở duyên, là làm tâm, tâm sở, sắc tâm và sắc nghiệp tái tục bằng danh vật duyên Namahara Pachaya. 16. Quyền duyên. Indriya Pachaya. Quyền duyên là mãnh lực trợ giúp bằng chức năng quản lý, cũng như vị bộ trưởng quản lý những bộ phận trong quần máy cai trị theo sở trường chuyên môn của họ vậy. Quyền duyên theo chi pháp chánh tạng giải thích thì phân thành ba duyên là vật tiền sanh duyên, vattukureja tindriya pachaya, sắc mãn quyền duyên, rupa jivitindriya, câu sanh quyền duyên, saccha tindriya. Chánh tạng giải thích gọi là quyền duyên như nhãn quyền trợ nhãn thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên, nhĩ quyền trợ nhĩ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên, tỷ quyền trợ tỷ thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên, thiệt quyền trợ thiệt thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên, thân quyền trợ thân thức giới và các pháp tương ưng bằng quyền duyên, mạng quyền trợ các sắc nghiệp bằng quyền duyên, các quyền phi sắc trợ các pháp tương ưng và các sắc tâm bằng quyền duyên. Chú giải: trong 22 quyền và quy sát tinh trí già ní ở chương 6 có yếu tương tập, hai sắc tính nữ quyền và nam quyền không thành quyền duyên, các quyền ngoài ra hai sắc tính thì thành quyền duyên. Năm quyền: nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền trợ cho năm thức: nhãn thức giới, nhĩ thức giới, tỷ thức giới, thiệt thức giới, thân thức giới, và bảy tâm sở phối thông thức bằng quyền duyên. Đây gọi là vật tiền sanh quyền duyên. Vì nhãn quyền vân vân là năm sắc vật sanh trước, đủ lực trợ ngũ song thức và thời điểm trung thọ. Mạng quyền chi quyết tinh trí dân, trong 22 quyền là tâm sở mạng quyền chi quyết tinh trí dắt chê tắc xí cá, và sắc mạng quyền tức sắc mạng chi quyết tắc rù bắc. Sắc mạng quyền trợ các sắc nghiệp đồng bọn ca là bắc bằng quyền duyên, đây gọi là sắc mạng quyền duyên. Các quyền phi sắc hay danh quyền Arubino Intriya gồm có 15 quyền trong 22 quyền. Mạng quyền tức là tâm sở mạng quyền. Ý quyền tức 121 tâm. Lạc quyền, khổ quyền, hỷ quyền, ưu quyền, xả quyền. Năm quyền này chi pháp là tâm sở thọ. Tính quyền tức tâm sở tính. Tấn quyền tức tâm sở cần, niệm quyền tức tâm sở niệm, định quyền tức tâm sở nhất hành, tuệ quyền, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri cụ tri quyền. Bốn quyền này chung chi pháp là tâm sở trí tuệ. 15 danh quyền có 8 chi pháp. 8 danh quyền trợ các pháp đồng sanh với chúng và trợ các sắc tâm hữu quyền bằng quyền duyên. Đây gọi là câu sanh quyền duyên. Bài học đến đây đã tạm chấm dứt. Chúng con cung thỉnh Hòa Thượng Tề Siêu Từ Bi thuyết giảng bài học hôm nay.
Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Tăng Chúng. Kính bạch chư Tôn Đức, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta tiếp tục học định lý duyên hệ. Chúng ta học đường duyên kế tiếp. Chúng tôi khỏi cần phải lật lại những cái duyên đã học, từ duyên thứ nhất nhân duyên cho đến hậu sinh duyên, duyên thứ 11 khỏi cần phải nói đến. Bây giờ chúng ta lại nói về trùng dụng duyên. Bài học thì chúng ta đã được nghe, đọc rồi. Bây giờ đến cái phần trình bày giảng giải, thì các vị lắng tai nghe. Chứ chúng ta khỏi cần phải dò theo trong đó, theo trong bài, vì chúng tôi sẽ không nói như trong bài nữa. Ở đây thưa quý vị, trong cái lộ trình tâm diễn ra, hay chúng ta gọi là diễn trình tâm thức, là Chitta Vritti, bất cứ trường hợp nào, cái sát na trước trở sát na sau, gọi là vô gián duyên, hay là liên tiếp duyên. Nhưng mà trong cái vô gián duyên đó, trong một diễn trình tâm, nó có cái giai đoạn mà chúng ta gọi là cho quanh nát, hay là động lực. Cái giai đoạn động lực này thông thường thì chúng tôi kể có bảy, có bảy sát na. Còn những cái trường hợp mà động lực kiên cố apana cho ná, trong lúc mà đặt thiền hay là đặt đạo quả, hoặc là lúc nhập thiền hay là nhập thiền quả, vấn đề này nếu nói thêm ra thì nó dài dòng lắm, cho nên chúng ta chỉ lấy cái trường hợp hãy gọi là động lực. Thì hãy động lực trước diệt, nó sẽ trợ cho động lực sanh tiếp theo. Các gọi là Asevanapachiya, hay là trùng dụng duyên. Như vậy chúng ta cần phải hiểu rằng ở trong lộ trình tâm đó, chỉ một cái giai đoạn bảy động lực
sanh diệt, sanh diệt, sanh diệt. Và động lực trước cho động lực sau. Chúng ta gọi là trùng dụng duyên, nhưng mà chúng ta cũng phải hiểu đây là vô gián duyên nữa. Có nghĩa là vô gián trùng dụng duyên, vô gián trùng dụng duyên. Chúng ta phải hiểu như thế. Còn những cái tâm khác như là tâm khai ngũ môn trợ cho tâm ngũ sông thức, hay là tâm ngũ sông thức trợ cho tâm tiếp thu, tâm tiếp thu trợ cho tâm quan sát, tâm quan sát trợ cho tâm xác định, hay là tâm phân đoán, xài thế dinh từ cũ. Thì cái này chúng ta gọi là vô gián duyên thôi, chứ không không là trùng dụng. Bởi vì cái sắc na trước với sắc na sau nó không đồng một thứ tinh, một giống tinh. Để nữa, ở trong cái tâm xác định của Vatthapanna, nó trợ cho tâm động lực thứ nhất là động lực thiện hay bất thiện hay là tốt. Mặc dù sở duyên là động lực thiện hay động lực bất thiện, động lực tốt, nhưng mà cái tâm Vatthapanna, cái tâm xác định đó, hay là cái tâm phân đoán, thì cái tâm đó nó không đồng chủng với cái tâm động lực, cho nên không có kể đây là trùng dụng duyên. Chỉ có bắt đầu từ cái động lực thiện thứ nhất trợ động lực thiện thứ hai, trợ thứ ba, thứ ba trợ thứ tư, thứ tư trợ thứ năm trợ thứ sáu, thứ sáu trợ thứ bảy, vân vân, thì cái đó chúng ta mới gọi là trùng dụng duyên. Bởi vì nó đồng chủng. Chúng ta phải nhớ vậy. Nhưng cũng có một trường hợp này mà chúng ta phải chú ý, là bốn cái chà tí, bốn giống tâm, hay bốn chủng tâm: biết thiện, thiện, tố và quả, thì gọi là trùng dụng duyên. Khi nào động lực mà thuộc về giống thiện, giống bất thiện, giống tố, động lực tố, thì chúng ta mới gọi đó là trường hợp trùng dụng duyên. Có một loại động lực mà thuộc giống quả, tức là quả siêu thế. Mặc dù tâm quả siêu thế nó khởi lên hai hoặc ba sát na tâm quả trong cái lộ trình tâm đắc đạo quả, hoặc trong lúc nhập thiền quả Phalasamapatti, thì cái tâm quả siêu thế, tâm tu đà quần, tu đà hàm, a na hàm, a la hán quả, sinh khởi liên tục vô số sát na trong lúc nhập thiền quả. Mặc dù đó cũng gọi là động lực trợ động lực bằng cách vô gián duyên, nhưng mà không gọi là trùng dụng duyên. Bởi vì những cái tâm này dẫu sao cũng là giống quả quý bà cá cha tiết, cho nên không được kể là trùng dụng. Thì cái chỗ này đó là một chi tiết mà các vị học viên học thắng pháp đó, chúng ta cũng phải chú ý một chút. Như vậy thì ở đây đó,
mà gọi là trùng dụng duyên đó, thì chúng ta chỉ lấy động lực thiện trợ động lực thiện, hay động lực bất thiện trợ động lực bất thiện, hay là động lực tố trợ động lực tố. Chúng ta chỉ lấy có bao nhiêu đó thôi. Và ở trong một cái lộ trình đức đạo quả, như là cái động lực thiện, dục giới, chuẩn bị cân hành, thuận thứ, chuyển tộc, mình nói cho tâm đạo chỉ cầu cho cái tâm vô tra phu chuyển tộc, hay là cái tâm vô đà nát vũ tịnh, hoặc là thiết khóa, nó cũng là tâm thiện, tâm siêu thế, tâm đạo. Nó cũng là, mặc dù nó khác loại tâm, nhưng mà cũng là tâm thiện với nhau. Cho nên cũng kể như trường hợp này là động, là trùng dụng duyên. Nhưng mà động lực thiện siêu thế trợ cho động lực quả siêu thế, thì cái chỗ đó không gọi là trùng dụng duyên. Bởi vì sát na tâm đạo là động lực thiện, và sát na tâm quả siêu thế nó chỉ là động lực quả, nó không phải là động lực thiện, nó khác chung. Cái chỗ này chi tiết chút xíu chắc có lẽ là học sót qua thôi, chứ còn nếu mà nói chi tiết nữa quý vị cũng không có nắm được, không có mường tượng được. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến duyên thứ 13. Duyên thứ 13 gọi là nghiệp duyên. Cái danh từ gọi là không mắc, là nghiệp. Nếu nó tâm mắc có trái giá là nghiệp duyên đó, thì chúng ta phải chú ý nếu chỉ có hai trường hợp. Nhưng mà sau này trong chú giải thì nói ba trường hợp. Ba trường hợp nghiệp duyên. Bởi vì cái chữ nghiệp chứ không má đó, là dựa theo Phật ngôn Chetanahang Phikkhave Kammang Vadami. Này các vị kheo, ta nói tư là nghiệp, là công mắc. Như vậy bây giờ chúng ta phải tìm hiểu coi, xem coi cái sở tư đó, hay là tư tâm sở đó, nó đúng vai trò gì khi mà nó xuất hiện. Rồi từ chỗ đó chúng ta sẽ đặt tên cho nó là vị thời nghiệp duyên, hay là câu sanh nghiệp duyên, hay là vô gián nghiệp duyên. Thưa quý vị, đều là tư tâm sở. Ở đây chủ yếu trong cái không có trái giá nghiệp duyên đó, là chúng ta chú ý đến tư tâm sở. Hãy tư tâm sở mà thuộc về thiện, tư tâm sở bất thiện nó để lại cái phi chát là chủng tử. Để nó trổ sanh tâm quả nguyên là cái chết ta. Thì như vậy tư mà tạo quả được, tư thiện tư bất thiện tạo quả dị thục, thì chúng ta gọi là nghiệp dị thời,
hay chúng ta nói là vị thần nghiệp duyên. Xin hỏi quý vị còn nghe rõ tôi nói không? Quý vị có nghe, nghe lớn không? Dạ, yeah, tốt. Rồi từ cái tư tâm sở ở trong cái tâm thiện mình nó sẽ tạo quả dị thục, mà gọi là dị thần nghiệp duyên đó. Chúng ta có một trường hợp là tư tâm sở trong tâm thiện siêu thế, tức là tâm đạo bát chánh tịnh tăng, nó sẽ tạo ra cái tâm quả, mặc dù cũng được gọi là dị thời na nát khai đi cát cầm mắt dị thời nghiệp, bởi nó khác thời gian, nó khác cái thời điểm sanh năng duyên ở cái sát na trước. Lợi cho sở duyên là tâm quả ở sát na sau, khác thời điểm như vậy. Nhưng mà thông thường thì nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện hiệp thế, thì cho dù hiện báo nghiệp đi nữa, thì những nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện này nó sẽ trổ quả với một cái khoảng cách xa. Thí dụ như vợ chồng của bác nông dân Quân Đá là người thợ cày, cày ruộng cho bác hậu Sumana. Buổi sáng vợ của bác Bùn Đá khi mà mang cơm ra cho chồng đi cài, trông thấy ngài Sariputta đang đi khất thực trên đường, thì bà ta nghĩ rằng hiếm khi ta gặp được các vị tỳ kheo đi khất thực mà trong lúc ta cũng có đang có vật thực. Những cái ngày khác có khi gặp thì không có vật thực sẵn để mà để bác, có khi có vật thực nhưng mà lại không gặp được các tỳ kheo khất thực, cho nên cũng không có làm phước được. Hôm nay thì gặp được vị tỳ kheo đi khất thực và trong tay mình cũng có cái giỏ vật thực, thức ăn. Thức ăn đó là để cho ông chồng ông ăn, ông cài. Nhưng thôi bây giờ ta hãy cúng dường đến cho ngài Sariputta, rồi trở về nấu cơm muộn chút xíu cũng không sao. Rồi bà mới trở về và nấu cơm khác. Ông Bùn Đá đang cài ruộng, ông nhìn lên trên bờ đê thì ông thấy tôn giả Sariputta từ xa đi đến trên bờ đê. Ông ta dừng tay lại, bước lên trên bờ và thỉnh ngài thọ thực, thỉnh ngài ngự thọ thực ở dưới một gốc cây. Và ông ta trải rơm làm cái thảm ngồi cho ngài và sắp soạn vật thực, thức ăn ra một cái lá cây làm cái mâm cho ngài, dâng cho ngài nước và tâm xỉa răng. Thì sau khi ngài thọ thực xong, ngài chúc cho ông Bùn Đá cũng như hồi sáng ngài đã phúc chúc cho bà Bùn Đá gì đó.
Và Buddha sau khi làm phước trở về nấu cơm xong, bà đem ra hơi trễ một chút. Bà từ xa bà sợ ông chồng khởi cái tâm sân giận, là mất phước đi. Cho nên bà mới lên tiếng và nói và phân bua tại sao bà đem trễ. Rồi bà mới kêu gọi ông Buddha là xin ông hãy tùy hỷ phước với tôi đã làm phước như vậy. Thì ông Buddha cũng rất là hoan hỷ, mặc dù đói đó, ông chờ cơm, nhưng mà ông ta rất hoan hỷ. Ông ta nghe vậy, ông ta nói rằng lần thai bà cũng nên tùy hỷ phước với tôi, vì bởi vì lúc nãy đây ngài trưởng lão có đi đến đây, tôi đã thỉnh ngài ngồi lại và tôi phục vụ con ngài ăn bữa ăn. Hai vợ chồng tùy hỷ phước với nhau vậy. Thế rồi ăn cơm xong mới nằm nghỉ trưa dưới một gốc cây. Thì khi mà đồng giờ chiều, hai vợ chồng thức giấc, thì thấy các cái luống cài ở thửa ruộng. Những cái luống cài đó là những cái tảng, những cái khối vàng. Hai vợ chồng mới ông Buôn Đá mới đi vào triều tâu với Đức Vua, và Đức Vua cho người đến để mà chở vàng về sân rồng. Lúc ban đầu thì họ đến thì lính nó trở về thì mới chất lên xe thì nó thành đất. Sau đó ông Vua căn dặn là hãy nói là đem về niêm phong dùm cho ông Bùn Đá và phong làm bá hộ thì mới trở thành vàng thực sự. Thì câu chuyện cũng còn dài lắm quý vị. Đức Phật mới giải thích cho nghe cái đó là hiện báo nghiệp do cái chuyện làm phước sáng hôm nay. Nhưng mà từ hồi cái lúc làm phước cúng dường đặt nát, hoặc là lúc mà phục vụ bữa ăn, chăm sóc cái bữa ăn cho ngài trưởng lão Sarutta, một vị A-la-hán, thì cả hai người đã làm trong cái thời điểm đó. Và cho đến đầu giờ chiều nó trổ sanh quả, thì cái này gọi là hiện báo nghiệp, gọi là điếp thách thâm mắt quên đi chứ không mắt. Mặc dù là hiện báo nghiệp nhưng mà nó vẫn ở cách xa. Còn ở trong trường hợp này gọi là vô gián duyên đó. Vô gián nghiệp duyên là trường hợp nhân quả khích khao, tức là tâm thiện siêu thế với tâm quả siêu thế, tâm thiện siêu thế hay là tâm đạo trổ sinh tâm quả liền kề, không có xen hở một thời gian khác, không có để trống thời gian. Hay nói cách khác là thiện siêu thế trợ cho sát na tâu quả siêu thế một cách vô gián duyên. Vì vậy cho nên trường hợp này gọi là vô gián nghiệp duyên. Chỉ có vậy thôi thưa quý vị. Cho nên cái chỗ này chúng ta cũng phải chú ý chút xíu. Rồi một cái trường hợp khác, trường hợp nghiệp duyên khác, cũng là Chetana. Nhưng mà Chetana ở trong cái vai trò là
chi phối các cái tâm sở đầu sanh cùng một tham đó, gia đình chi phối được điều hành đi cảnh. Và tôi hôm nay những cái tâm, những cái tâm sở tư tâm những cái pháp tâm và tâm sở tương ưng với tư, đồng sanh với tư, thì nó được tư trợ giúp cho một cảnh đồng sanh, nên gọi là vô sanh nghiệp duyên. Nói tóm lại, tư tâm sở mà trợ giúp, trợ duyên cho tâm quả sinh lên ở một cái thời điểm khác về sau, thì như vậy gọi là dị thời nghiệp duyên. Mà tư tâm sở ở trong cái tâm thiện sát na trước trợ cho sát na tâm á sanh kế tiếp liền kề vô gián, gọi là vô gián nghiệp duyên. Còn tư tâm sở mà nó trợ cho các cái danh pháp đồng sanh không trước không sau, đồng sanh với nhau, thì như vậy gọi là câu sanh nghiệp duyên. Cái cách đó chúng ta dễ nhớ đó thưa quý vị. Học cái kiểu đó không biết rồi chúng ta phân tích như vậy để cho quý vị hiểu, quý vị có hiểu được không? Trợ sanh ở thời điểm xa thì gọi là dị thời nghiệp duyên, mà ở thời điểm gần kề liên tục với nhau, nhân quả liên tục với nhau, như vậy gọi là vô gián nghiệp. Còn nếu mà tư mà nó trợ cho pháp đồng sanh cùng một thời gian, một sát na, thì như vậy gọi là câu sanh nghiệp. Câu sanh nghiệp gì? Đấy là chúng tôi học về nghiệp duyên. Bây giờ chúng ta lại nói đến nghiệp duyên thứ 14. Chúng ta gọi là quả duyên, gọi là vipaka, phải chỉ dụ. Quả như chúng ta đã biết, nó là quả thành tựu do nhị thời, chúng ta đã nói rồi đó. Bây giờ chính tâm quả này nó gồm có bốn danh quẩn quả, là thọ quẩn, tâm sở thọ, tâm sở tưởng là tử quẩn, và các cái tâm sở hành quẩn mà nó phối hợp ở trong tâm quả, rồi tâm quả đó là thức quẩn. Bốn danh quẩn quả này mặc dù nó là thành quả của nghiệp chúng ta đã nói đó, nhưng mà bốn danh quẩn quả nó vẫn trợ duyên lẫn nhau, nó vẫn trợ duyên lẫn nhau. Cái này chúng tôi có một cái thí dụ về, chúng tôi nói con số 4 để chúng ta dễ nhận ra. Có bốn người trong một đoàn hay là trong một nhóm, họ được cử đi làm cái công việc gì đó,
khi mà họ đi vào rừng đó, thì lúc bây giờ bốn người đó họ lại có cái sự tương thân, hỗ thương với nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Vậy là chúng ta thí dụ cụ thể là quả trợ cho quả, như là cây nó trổ sanh ra trái, trái tức là quả, trổ sanh ra trái. Ở trong trái đó, thì nó lại hỗ tương với nhau, như là cái vỏ ngoài nó bảo vệ cho cái ruột ở bên trong, những cái sơ, những cái muối của trái nó lại nuôi dưỡng, nó bảo vệ cho cái hạt, cái hạt của trái. Như vậy thì mặc dù tổng quát đó là một trái, tức là một quả sanh từ cây, nhưng mà chính ở trong quả đó nó lại có khả năng trợ lẫn nhau để mà tồn tại, để mà phát triển. Chúng ta thí dụ như thế nào thì chúng ta phải hiểu ở đây cũng vậy. Khi mà thọ quẩn quả, tưởng quẩn quả, hành quẩn quả, thức quẩn quả, bốn danh quẩn quả đó nó đồng sanh với nhau, đồng diệt với nhau, đồng biết cảnh, đồng nương vật, thì bốn danh quẩn quả nó hỗ trợ lẫn nhau. Thì chúng tôi gọi đó là diệt thù quả duyên. Vì sao vậy? Nếu một quẩn trợ ba quẩn thì cũng là quả trợ, thọ quẩn quả trợ cho tưởng quẩn quả, hành quẩn quả, thức quẩn quả. Rồi ba quẩn trợ cho một quẩn, rồi tưởng quẩn quả, hành quẩn quả, thức quẩn quả trợ cho thọ quẩn quả. Một trợ ba, ba trợ một. Rồi hai trợ hai, thí dụ như là thọ quẩn tưởng quẩn quả trợ cho hành quẩn quả và thức quẩn quả, hai trợ hai, hoặc là hành quẩn quả và thức quẩn quả trợ cho thọ quẩn quả và tưởng quẩn quả, như vậy cũng là hai trợ hai. Thì ở trong trường hợp này chúng ta lưu ý mà trong thắng pháp á, khi mà chúng ta nói đến những cái pháp ở trong kinh tạng mà chúng ta học rồi, như là cái sự tu tập, cái sự lành phước, tạo nghiệp lành nó đưa đến quả vui, hoặc là tạo nghiệp ác nó đưa đến quả khổ, thì cái vị thời nghiệp duyên, nghiệp lành đó nó cho quả vui. Nhưng mà trong cái vị thời nghiệp duyên đó, khi mà quả vui nó sanh khởi, thì quý vị biết rằng hành thân cái pháp quả thì như vậy gọi là chạy đa cá cầm bát, tức là sinh nghiệp. Nhưng mà chính cái dữ liệu tâm quả đó nó duy trì, ủng hộ để cho cái quả, quả vui đó nó tồn tại ở trong đời sống, hay là quả khổ nó duy trì trong đời sống chúng sanh, gọi là
gọi là trị nghiệp đó. Thì cái đó chúng ta gọi là quả trợ quả, cái định lực quả trợ quả. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng ở trong bất cứ một cái gì một con người tạo ra đó, thì khi mà đã tạo ra rồi, tạo ra cái sản phẩm đó, thì cái sản phẩm đó nó vẫn được duy trì là do nó có cái sự hút lẫn nhau để mà tồn tại. Thì cái người mà sẵn, người này ví như là nghiệp tạo ra cái sản phẩm, ví như là quả. Rồi chính cái sản phẩm đó đương nhau và nó các cái sắc, sắc tâm nó cũng sinh khởi do cái quẩn quả đó nó tạo. Nhưng mà chúng ta chú ý, cái sắc tâm là đi đứng nằm ngồi, nói cười khóc, hơi thở, hơi thở ra hơi thở vào, tìm những bài nghi. Cái đó là sắc tâm, do cái tâm động lực thiện hay động lực bất thiện, động lực tốt tạo ra. Nhưng mà đối với tâm quả nó cũng tạo ra sắc tâm, mà nó chỉ có tạo ra 15 sắc tâm thôi, trừ ra thân biểu tri và khẩu biểu tri. Cái tâm quả nó không tạo ra cách nói, cách cười được, cách nói cười hay khóc, nó không có tạo ra cái đó. Nó chỉ là kèm vững quay nghi, như là mình đi vững, đứng vững, ngồi vững, nằm vững, kèm những quay nghi. Hoặc là nó tạo ra cái hơi thở ra hơi thở vào, như trong lúc chúng ta ngủ, ngủ bằng cái tâm hộ kiếp, cái tâm hữu phần pháp quan giác. Nhưng mà trong lúc chúng ta ngủ vậy, tâm hộ kiếp nó vẫn tạo ra cái hơi thở như thường, tức là nó vẫn xuất ra cái hơi thở, trợ duyên cho cái hơi thở có mặt. Đó là một loại sắc tâm bình thường. Chúng ta nhớ này, cái này thì qua lĩnh vực và duyên hệ thì nó hơi chi tiết một chút xíu. Nhưng mà nếu chúng ta kiên trì, chúng ta học 5 năm, 10 năm rộng rã, thuần về ví dụ pháp duyên sinh, duyên hệ đó, thì chúng ta sẽ giỏi thôi thưa quý vị. Chúng ta sẽ nhớ biết rõ lắm. Còn nếu mà chúng ta học, chúng ta hàng ngày chúng ta không có chú ý đến, hoặc là chúng ta học rồi chúng ta bỏ qua, không thèm suy nghĩ, không có viết lại, hoặc là không dạy, nhắc dạy cho ai hết, thì chúng ta sẽ quên. Thật ra cái này nó cũng khó cho người Phật tử chúng ta, vì cái đời sống của người cư sĩ chúng ta bận rộn quá nhiều về công việc làm, kế sinh nhai vân vân, cho nên chúng ta không có cái môi trường để chúng ta tiếp cận với Phật pháp liên tục. Thì bây giờ học để cho có học vậy. Nhưng bây giờ chúng ta lại nói qua cái duyên thứ 15. Cái duyên thứ 15 ở đây là chúng ta gọi là vật thực duyên. Cái vật thực duyên gọi là Ahara Paccaya. Cái nghĩa cũng có những cái chi tiết. Đức Phật có dạy rằng
Sapa Sata Aharathitika, tất cả chúng sinh duy tồn nhờ vật thực, nhờ cái thức ăn. Nhưng mà cái tiếng thức ăn hay là vật thực ahara ở đây đó, là chúng ta phải hiểu là có sắc vật thực và danh vật thực. Thế nếu mà chúng ta cứ nghĩ rằng là câu Phật cô Đức Phật nói vậy có nghĩa là mình sống còn được là do nhờ có ăn cơm, ăn khoai, vân vân. Bây giờ chúng ta suy xét, chúng ta thấy như các vị Phạm Thiên là những chúng sinh đó, họ đâu có ăn uống những cái thức ăn cơm nước bánh trái như chúng ta. Thế thì họ nằm ngoài cái câu của ngôn đức sao không? Cái câu mà Sape Sata Aharathitika, chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, thì không gồm tất cả sanh trong tam giới này. Nhưng mà tùy, ở trong cõi dục giới của chúng ta thì chúng ta tồn tại, duy trì cái thân này, duy trì cái đời sống này đó, do nhờ hai cái nguồn vật thực là danh vật thực và sắc vật thực. Còn như các vị Phạm Thiên như là Phạm Thiên Vô Tưởng, Phạm Thiên Vô Sắc chẳng hạn, họ chỉ duy trì nhờ cái danh vật thực mà thôi. Thì cái sắc vật thực và danh vật thực là như thế nào? Ở đây thưa quý vị, cái sắc vật thực người chúng tôi gọi là Kapalinkarahara, tức là đoàn thực. Chỉ có trong cổ dục giới của chúng ta mới có đoàn thực, cơm nước bánh trái, rau củ quả. Nhưng mà cái đó là vật thực ngoại. Bahira Hara, vật thực ngoại. Còn Achatika Hara là vật thực nội. Ở đây chỉ ô chát là cái dưỡng tố ở trong từng tế bào của chúng ta. Thì ở trong cõi dục chúng ta, bởi vì là sắc thô, cha mẹ sanh ra cái thân này từ tinh cha huyết mẹ, rồi chúng ta phải thở oxy chúng ta mới sống được, phải uống nước chúng ta mới phát triển được cái tế bào này, rồi phải ăn, phải uống. Hồi nhỏ thì uống sữa, lớn lên chút rồi thì chúng ta ăn. Những cái thức ăn đó không phải là khi mà chúng ta nuốt vào trong bụng rồi cơm nó tán nhĩ ra, nó chạy khắp cho thân đâu. Nhưng mà cơm nước bánh trái đó, khi mà chúng ta ăn vào trong cơ thể thì nó sẽ được tiêu hóa. Cái hệ tiêu hóa của chúng ta nó sẽ làm cái việc là nó tiêu hóa vật thực, nó chiết xuất cái chất dinh dưỡng từ nơi thức ăn đó để nó thẩm thấu qua gan và đưa vào trong máu, lên tim vân vân, rồi nó đi nuôi cơ thể.
Còn cái bả của vật thực đó, cái bả của Kapalinkarahara, tức là cái bả tiết của vật thực là qua sáng hôm sau là chúng ta đi ngoài, nó trở thành phẩm. Chứ đoàn thực chúng ta không có lấy hết. Cho nên ở đây khi mà chúng ta nói đến đoàn thực là chúng ta phải hiểu rằng cái này là chỉ nói một cách tổng quát. Chứ kỳ thực ở trong tất cả chúng sanh nào mà thuộc khỏi hữu sắc thì các cái sắc pháp nó đều có, mỗi một bộ sắc pháp nó đều có tám sắc bất ly. Avinifoga, Rupa, nước lửa gió, màu mùi vị và dưỡng tố ô chát. Thì cái ô chát tức là cái chất dưỡng tố đó, như chúng tôi đã nói là trong cái khổ dục thô thiển của chúng ta đó, là phải đi ăn, phải kiếm cái ăn, nhai ăn, ăn hoặc chúng ta nuốt vào qua khổ cổ nó mới trở thành ô chát. Nó thô vậy. Nhưng cái ô chát mà ở trong cái sắc bất ly của chư thiên hay là cái sắc bất ly, cái ô chát trong sắc bất ly của vị phẩm thiên sắc giới hữu tưởng hay sắc giới vô tưởng, thì cái ô chát đó là do nghiệp tạo hoặc là do tâm tạo. Thế là bây giờ nói mình môi thêm nữa đó thưa quý vị, là chúng ta trở về với cái bốn loại sắc pháp, sắc nghiệp, sắc tâm, sắc quý tiết, sắc vật thực đó, thì chắc có lẽ là chúng ta quên hết. Mà môi thêm nữa thì chi tiết và các Phật tử chúng ta khó nhớ rồi. Chúng ta nói khác như thế này, một vị phạm thiên ở trong quá khứ họ tu thiền, họ chứng thiền, sanh được ở sắc giới, họ có cái thân tướng, cái thân của họ cũng là sắc nghiệp, rồi cái hành vi cử chỉ của họ là sắc tâm, và cái hơi nóng ở trong thân của họ là sắc quý tiết. Mặc dù họ không có sử dụng sắc vật thực, nhưng mà ở trong sắc nghiệp nó có một cái loại sắc ô chát là do nghiệp tạo. Trong sắc tâm nó có sắc bất ly, ô chát do tâm tạo. Sắc quy tiết tức là cái hơi nóng, cái thân nhiệt thì nó sẽ tạo ra cái ô chát, tức là dưỡng tố là do quy tiết tạo. Ba cái ô chát này nó đủ duy trì cái thân sắc quẩn rồi. Cái đó chúng ta gọi sắc vật thực duyên. Còn bây giờ chúng ta nói đến danh vật thực duyên đó thưa quý vị, thì cái danh vật thực duyên á, rất là ở đây đoàn thực là sắc vật thực duyên, nhưng mà từ cái xúc thực tức là tâm sở xúc, xúc cảnh, căn cảnh là thức, hiệp hội lại gọi là xúc. Xúc đó duyên cho thọ, xúc duyên thọ, thì xúc đó chúng ta xài cái nghĩa bóng đó, có nghĩa là thức ăn cho thọ. Rồi cái tư niệm thực tức là chúng ta trở lại cái sở hữu tư, tư tâm sở hồi nãy. Chúng ta thấy rõ là cái tư tâm sở nó có hai cái vai trò
một cái vai trò là nó vận hành các cái pháp trận để hoạt động, hay là nó tạo ra cái quả dị thục ở tương lai. Thì như vậy tư niệm thực đó, cái tư tâm sở đó, nó cũng là một loại thức ăn, thức ăn cho tâm quả, thức ăn cho tâm quả. Những cái mà thuộc về sắc pháp vật chất thì chúng ta dễ hiểu, nhưng mà khi chúng ta nói về danh đó, thì thưa quý vị, chúng ta sẽ mơ hồ, sẽ khó hiểu lắm. Chứ nếu mà dễ hiểu hết thì đâu gọi là phí thâm á, tức là thắng pháp được. Thì bây giờ chúng ta nói nôm na đó, là chính tư tâm sở đó, nó sẽ làm cái thức ăn để sản sinh ra, để nó nuôi dưỡng các pháp đồng sanh để hoạt động, hoặc là nó tạo ra cái tâm quả. Còn thức thực ở đây đó là chỉ cho tất cả tâm, nó nhận thức ăn cho các cái tâm sở. Như Đức Phật ngài dạy rằng Manobuppang Gama Thamma Manositha Manobaya, các pháp có ý dẫn đầu, ý là chủ, ý tạo tác, ý tạo ra, hay là được tạo bằng ý. Thì chữ các pháp ở đây, chữ tham ba ở đây đó, là để chỉ cho ba cái danh quẩn: thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn. Thì đối với thức quẩn là ý á, thì nó lại là thức ăn cho ba danh quẩn kia, bởi cái vai trò của nó để dẫn đầu gì. Mai mốt chúng ta học tới pháp cú thì chúng tôi sẽ giảng thêm cái này nó kỹ hơn. Còn bây giờ chỉ nói đại khái như vậy để cho chúng ta biết rằng, nếu như không có thức quẩn thì ba cái danh quẩn kia nó không có thể sanh khởi và hoạt động được. Nó phải có thức quẩn. Cũng như bây giờ chúng ta, mỗi gia đình, mỗi người chúng ta đi làm ở công ty, ở cái hãng xưởng nào đó, hàng ngày chúng ta đi đến một cái công ty để chúng ta làm việc, chúng ta cũng giống như những cái tâm sở gì đó. Nhưng mà nếu như cái công ty đó mà giải thể, giải tán, đóng cửa thì chúng ta thất nghiệp, chúng ta không có làm việc được. Để mà chúng ta đi làm nhân viên, làm công dân cho một công ty thì phải có công ty. Công ty đó giống như là thức quẩn, là tâm. Khi mà chúng tôi làm việc ở một cái công ty nào thì chúng ta được sinh hoạt, được tồn tại trong cuộc sống của chúng ta là nhờ làm công việc ở công ty đó, thì chúng ta nói công ty đó nuôi mình trong cái nghĩa gọi là vật thực. Nên chúng ta phải hiểu qua các thí dụ như vậy. Thì ở đây thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến vật thực duyên đó, thì mỗi một cái loại duyên hồi nào giờ chúng ta học
chúng tôi nói với quý vị là trong mỗi một duyên như vậy đó, nó cũng đem vào ở trong cái pháp tu tập của mình được. Nhưng mà đó là trong cái lĩnh vực mà chúng ta sẽ có một cái sự bàn bạc thảo luận về trong cái cách chúng ta tu tập đối với vật thực duyên hay là đối với nghiệp duyên thì chẳng hạn, thì chúng ta mới bàn. Chứ để thôi đó, các Phật tử chúng ta sẽ nghĩ rằng giờ này bị sanh, bị già, bị bệnh, bị chết thì chi phối, khổ chi phối, rồi đi nói, đi tìm hiểu ba cái duyên hệ này để gì. Cái đó là tại quý vị không có tác ý, không có nghĩ đến là đây là những cái pháp tu mà được trình bày qua cái duyên hệ. Thì chúng ta phải biết trong đời sống hàng ngày của chúng ta xoay qua xoay lại, cái nào cũng cái thân này nó hiện hữu và tồn tại đều là do duyên cả. Nhưng mà nếu mà chúng ta khéo dùng cái pháp năng duyên là những cái pháp tốt đẹp để nó hình thành sở duyên đó, thì cái đó là cái đời sống của chúng ta nó sẽ tốt. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì nó cũng trợ duyên, nhưng mà trợ duyên khiến cho chúng ta phải bị đau khổ hoàng hoại. Ví dụ vậy, chúng ta lấy cái thí dụ giống như là vật thực duyên, danh vật thực duyên. Bây giờ khi mà xúc thực tiếp xúc cảnh sắc, tai tiếp xúc cảnh thinh, mũi tiếp xúc với cảnh khí, hơi mùi, lưỡi tiếp xúc với cảnh vị, thân tiếp xúc với cảnh xúc, và ý tiếp xúc với cảnh pháp, cái nhãn xúc, nhĩ xúc, tỷ xúc, thiệt xúc, thân đó. Nếu mà chúng ta không có cái khéo tác ý, không có dùng cái trí tuệ, thì chính do cái sự thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng đó mà nó sanh ra biết bao nhiêu cái sự phiền toái trong cuộc sống của chúng ta. Cho nên cái xúc thực này đó, là chúng ta cũng phải có cái sự thu thúc, cẩn trọng, phải biết chọn lọc. Nếu chúng ta cái nhãn xúc tiếp xúc với cảnh sắc, nhưng mà chúng ta phải biết nhìn cảnh sắc nào để cho tâm thiện nó sinh khởi, cho tâm quan hỷ sinh khởi. Chứ còn chúng ta đi nhìn những cái cảnh sắc mà khiến cho phiền não tham sân si nó sinh lên đó, thì chúng ta cái xúc thực đó là chúng ta ăn vào chúng ta bị ngộ độc. Cái xúc thực đó làm cho chúng ta bị ngộ độc. Còn cái xúc thực nó lực mạnh đó, thì nó khiến cho chúng ta được khỏe mạnh, được tươi nhuận, vân vân. Cái đó là cái cách mà chúng ta tu tập. Thì quý vị sẽ thấy, nếu một chút xíu thôi, quý vị sẽ thấy trong đời sống hàng ngày, duyên hệ trong đời sống của chúng ta là chi phối toàn bộ. Và nếu mà chúng ta khéo biết khéo sắp xếp, khéo tác ý, thì cái duyên hệ đó nó sẽ tạo ra một cái bức tranh về cái số phận của chúng ta nó đẹp, bức tranh về số phận của chúng ta nó linh hoạt. Còn nếu mà chúng ta không khéo thì chính cái duyên hệ này nó tạo ra cái bức tranh
cái số phận của mình nó bất hạnh, nó khổ. Cái đó là do tự chúng ta vẽ nên cái bức tranh về cuộc đời của mình thôi. Cho nên những cái chỗ đó chúng ta phải chú ý một chút. Bây giờ chúng ta lại nói đến cái duyên cuối cùng là duyên thứ 16, quyền duyên Indriyapacaya. Quý vị chờ chúng tôi rót miếng nước xin thức. Rồi thưa quý vị, khi mà chúng ta nói đến quyền chữ Indriya, hôm nay chúng ta học nhiều, nhắc đến nhiều lắm. Hôm các cái chương trước thì chúng ta nói về 22 quyền hay là nhị thập nhị quyền, chúng ta cũng có đề cập đến. Lúc mình đang học về cái tư tưởng, có cái tư tưởng khi mà học về chi đạo, chi thiền hay là nhị thập nhị quyền v.v., chúng tôi đã có nói trước cho quý vị là sau này nếu mà mình có học về duyên hệ đây, những cái kiến thức ở cái chương mà chúng ta nói về tương tập, tất yếu tương tập nó giúp cho chúng ta hiểu bài nó dễ. Trước đây mà quý vị không có học rành về 22 quyền đó, thì bây giờ khi mà nói đến quyền duyên là chúng ta rồi chúng ta lắc đầu thôi, chúng ta không hiểu tới. Bây giờ nói đến quyền, chúng ta có 22 quyền, nhưng mà chúng ta lược sơ qua, chúng ta ôm lại nè. Nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền. Thì năm cái quyền đó đó, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, vĩ, thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, thần kinh tỷ, thần kinh thiệt, thần kinh thân. Nó có thành quyền duyên. Tại vì nó trợ giúp cho nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức sinh khởi theo cái khả năng, theo cái quyền hạn của nó. Thì chúng ta gọi năm quyền này chúng ta gọi là vật thì sanh quyền duyên. Ở trong bài đánh thiếu chữ của quý vị, ở trong bài đánh thiếu chữ chúng ta chú ý, quý vị xem lại trong bài chút xíu, chỗ 16 quyền duyên đó. Rồi chắc Phật tử chúng ta chắc thăng hết rồi sao mà ai chú ý về trơn. Quyền duyên theo chi pháp chánh tạng giải thích thì phân thành ba duyên là vật tiền sanh duyên là sai, chúng ta thiếu cái chữ quyền. Vật tiền sanh quyền duyên quát thúc bồ đề cha tiền ri giác bất kỳ giác, vật tiền sanh quyền duyên. Đương nhiên là mai mốt chúng ta khi mà cái quyển toát yếu này chúng ta in ra rồi, quý vị có trong tay thì khỏi cần phải sửa chữa, khỏi cần phải chỉnh ở đây.
đó đó, cái chỗ sư tự tri quan hỷ sửa lại thêm cái chữ vật tiền sanh quyền duyên. Yeah. Quý vị thấy cái chữ đó. Thì năm quyền là nhãn quyền, nhĩ quyền, tỷ quyền, thiệt quyền, thân quyền, mà nó trợ giúp cho sanh khởi nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, thì gọi là vật tiền sanh quyền duyên. Thì chúng ta phải chú ý thế này, là ở trong sắc quyền, trong 22 quyền đó, thì nó có nam quyền, nữ quyền, tức là sắc nam tính, sắc nữ tính. Nhưng mà tại sao ở trong quyền duyên không thấy kể đến, thưa quý vị? Sắc tố nam, sắc tố nữ, hai cái loại sắc tố đó, đó nó chỉ có cái chức năng, cái quyền hạn là nó biểu hiện ra cái tính cách của giống đực giống cái thôi, nhưng hoàn toàn nó không có hỗ trợ được cái gì, nó không có trợ cho tâm sanh khởi được đâu, nó không có trợ cho tâm sanh khởi được, cho nên không kể là quyền duyên. Chúng ta nhớ vậy. Còn riêng về cái sắc mạng quyền đó, có ở trong 22 quyền, thì cái sắc mạng quyền chi vi tinh tri giác rupa, thì ở đây chúng ta lại để ở trong cái quyền thứ hai là sắc mạng quyền duyên rupa chi vi tinh tri giác bát tri giác. Ồ, cái sắc mạng quyền duyên ở phía sau chữ rupa chi vi tinh tri giác, chúng ta còn thiếu cái chữ bát tri giác nữa, trở sắc mạng quyền, sắc mạng quyền duyên, thêm cái chữ duyên bát chay giá phía sau, câu sanh quyền duyên sa cha tin ri giá bát chay giá. Chúng ta thiếu hai chữ bát chay giá. Dạ đúng rồi, rupa chi vi tin ri giá bát chay giá. Cái này cũng lỗi một phần ở chúng tôi. Sư tự tri đánh máy bài học thì là một cái công khó. Khi mà đem lên thì chúng tôi bận nhiều công việc quá, cho nên chúng tôi chỉ nhìn lướt qua, chúng ta nói thôi được rồi, để chúng tôi không cần phải chỉnh. Thế cho nên mới thiếu, thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng ta qua đến cái phần danh quyền. Trong 22 quyền đó đó, thì danh quyền nó tới 15, tức là tương sở mạng quyền. Mạng quyền ở đây là tâm sở mạng quyền, ý quyền là tâm, rồi khổ quyền, lạc quyền, ưu quyền, hỷ quyền, xá quyền, nó thuộc thọ. Năm cái đó, năm quyền đó thuộc thọ, tâm sở thọ. Như vậy chúng ta có tâm sở mạng quyền, có tâm sở thọ, rồi tính quyền, tâm sở tính, ứng quyền, tâm sở cần, niệm quyền, tâm sở niệm, định quyền, tâm sở nhất hành, rồi tuệ quyền, tâm sở trí tuệ, tri vị tri quyền, tri dĩ tri quyền, tri phụ tri quyền cũng là sở trí tuệ. Cho nên chúng ta có 15 quyền danh, nhưng mà chúng ta lấy chi pháp thì chỉ có 8 chi pháp thôi, 8 chi pháp. Tấn cái chi pháp này đó, thì tính, cần,
niệm nhất hành trí tuệ sắc sở hữu mạng quyền, rồi thọ, rồi kinh. Như vậy chúng ta có 8 cái danh quyền. 8 danh quyền này khi mà trong một cái tâm nó sinh khởi, tùy theo tâm mà nó có đủ 8 danh quyền hay là thiếu. Thí dụ như cái tâm tham, tâm sân, tâm tham, tâm sân làm gì mà có tùy quyền ở trong đó, có không thể nào. Tâm tham, tâm sân, tâm si, tâm bất thiện đó thì nó chỉ có ý quyền, chỉ có mạng quyền, chỉ có thọ quyền, nó không có tính quyền nữa, nó chỉ có tấn quyền. Đúng không? Chúng ta phải chặn nhau, chúng ta rút chiếc từ ở trong đó ra để chúng ta nhận xét, chứ không phải là 8 danh quyền này nó trợ cho các danh pháp đồng sanh hết đâu. Cho nên khi mà chúng ta học về duyên hệ cái chỗ này đó, thì chúng ta chú ý thiện trợ thiện bằng quyền duyên, câu sanh quyền duyên, hay là thiện trợ vô ký bằng câu sanh quyền duyên, thiện trợ thiện và vô ký bằng câu sanh quyền duyên. Nói cái đó chúng ta lấy 8 danh quyền thì được. Nhưng mà khi chúng ta nói đến bất thiện trợ bất thiện bằng câu sanh quyền đó, thì chúng ta bỏ ra 3. Bỏ tính niệm và trí tuệ, nó không có mặt ở trong tâm bất thiện đâu. Cho nên chúng ta chỉ lấy có năm danh quyền thôi, năm danh quyền bất thiện. Thì những cái chỗ đó chứ, chúng ta không có gì để rối. Chỉ tại con cái này chúng ta, một là không có biết cách học suy nghĩ, rồi chúng ta bị rối. Với thứ hai nữa là chúng ta không có cái tư duy để chúng ta nhận xét logic, cho nên chúng ta lại không hiểu, bị rối lên. Thế thưa quý vị, không có rối. Có những người họ cho rằng học ví dụ pháp mà học đi. Chúng tôi mới nói rằng là trong 4 điều bất khả tư nghì, mà Đức Phật gọi là 4 điều suy nghĩ phàm phu và suy nghĩ điên loạn, đó là bút thân quý sơ vô chư ti vô, Phật pháp là bất khả tư nghì. Mình phàm phu, mình suy nghĩ trình độ của Đức Phật suy nghĩ không tới. Mình cố mà suy nghĩ thì suy nghĩ sai lệch, rồi thành ra loạn tâm. Hoặc là Chanavisayotiyo, thiền pháp là bất khả tư nghì, là nói cái lĩnh vực về thần thông đó, là bất khả tư nghì. Chúng ta suy nghĩ được tại sao nó lại vậy không? Suy nghĩ được. Kamavipakochintiyo, nghiệp quả bất khả tư nghì. Lokachintachintiyo, sắc thái của thế gian là bất khả tư nghì. Trong 4 điều đó đâu có điều nào mà nói rằng thắng pháp là bất khả tư nghì đâu. Chỉ tại vì mấy người đó họ học không tới, họ không hiểu. Họ mỗi lần mà họ muốn suy nghĩ về ví dụ pháp, họ bị đau đầu, cho nên họ mới tuyên bố là học thắng pháp rồi. Như vậy nếu vừa học thắng pháp mà bị điên đó, thì thưa quý vị, từ xưa đến bây giờ các bậc trưởng lão tiền bối như ngài Anuruddha, ngài Bố Thân Khô Xá, ngài Sắc Thâm Mát Chô Tí Cá, hay là ngài Hòa Thượng Định Sự, hoặc là như ngài Hòa Thượng Giác Chánh, rồi như này bản thân chúng tôi, hay là Hòa Thượng Giác Nhẫn rồi đó, những vị học viên pháp gì không đã điên hết.
Cho nên ở đây các Phật tử chúng ta yên tâm, không có điên đâu. Nhưng mà tại vì chúng ta chưa biết cách để chúng ta suy luận thôi. Chứ nếu chúng ta biết cách chúng ta suy luận thì chúng ta thấy hay lắm thưa quý vị. Thật sự nói cái này không phải là chúng tôi nghiêng về cái thắng pháp mà chúng tôi xem thường kinh tạng. Nhưng mà xin thưa rằng là nếu như mà chúng ta đọc qua kinh tạng đó mà chúng ta không có cái vốn lý kiến thức về thắng pháp đó, là chúng ta không biết làm sao để mà chúng ta lý giải kinh tạng, hay là chúng ta suy nghĩ cho sâu sắc về nghĩa lý kinh tạng, chúng ta suy nghĩ được qua câu kinh pháp cú như vậy đó. Thì quý vị chỉ đọc qua rồi đọc tích truyện vậy thôi, hay là quý vị lên ngâm kệ vậy thôi, chứ còn quý vị chưa có hiểu sâu về cái nội dung của kệ ngôn pháp cú nếu như chúng ta không có kiến thức thắng pháp vi diệu pháp. Cái chỗ này chúng tôi thành thật mà chúng tôi nói là chúng ta học thắng pháp rồi là chúng ta có biết bao nhiêu vấn đề để mà chúng ta nhìn cái câu Phật cô. Cái câu mà hồi nãy ở trong trúc trích ở trong trường mục kinh, mở cái câu Sape Sata Aharatitika, tất cả chúng sanh duy tồn nhờ vật thực, cái câu ở trong kinh tạng thưa quý vị. Nhưng mà bây giờ muốn giải câu làm sao giải được? Phải lấy vi diệu pháp mà giải về bốn món ăn tứ thực chúng tôi mới giải ra được. Thì đây là một vài điều mà chúng tôi hôm nay chia sẻ với quý vị qua cái bài học nói về duyên. Duyên tiếp theo, tức là từ cái duyên thứ 12 cho đến duyên thứ 16 là chúng ta được năm duyên, học năm duyên. Thì chúng ta còn 8 duyên nữa. Nhưng mà 8 duyên sau thì nó cũng dễ thôi thưa quý vị. Bởi vì những duyên sau nó có cái sự hãy hiểu được duyên này thì hiểu duyên kia. Thí dụ như hiện hữu duyên tức là bất ly. Hiện hữu là bất ly, hãy có mặt tức là không có vắng mặt. Một vô hữu tức là ly khứ, không có mặt có nghĩa là vắng mặt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Thế là chúng ta là chúng ta học lướt qua được, chúng ta lướt qua được cái đó. Thì chúng tôi xin dứt lời ở đây. Bây giờ thì còn 25 phút, xin kính thỉnh và thương nhất đẳng chia sẻ với chư tăng ở trong rung, chia sẻ về cái bài học hôm nay. Xin thỉnh và thương. Dạ thưa kính thưa hòa thượng tuệ sư, để thỉnh sư huynh đi nghỉ, phần còn lại sư đệ sẽ cùng với chư tăng sẽ phụ trách. Thưa quý Phật tử, hôm nay chúng ta học tiếp theo các cái duyên hệ, và khi đề cập đến các duyên hệ đó thì chúng tôi nhớ rằng ở trong những tác phẩm Phật học ngày nay, ít nhất mà theo chỗ chúng tôi biết là có 4 tác phẩm đề cập đến sự áp dụng duyên hệ trong đời sống hàng ngày của chúng ta. Dĩ nhiên là những vì gì mà quý Phật tử đã được nghe Hòa Thượng Thuật Siêu giảng nãy giờ đó, thì liên quan đến cái cách nhìn vĩ mô rất là chi tiết. Nhưng mà khi chúng ta đem những ý nghĩa này vào trong đời sống đó, thì chúng ta có thể liên tưởng
và cũng thấy học được qua đời sống hàng ngày. Đầu tiên là thưa quý vị, chúng ta ôn bài để trở lại một số các khái niệm mà Hòa Thượng Trần Tự Sư đã trình bày ở trong buổi học ngày hôm nay. Cái duyên thứ 12 gọi là trùng dụng duyên. Thực ra chữ trùng dụng là chữ cổ thưa quý vị. Hòa Thượng Tịnh Sư, Hòa Thượng dịch chữ này đó. À, ngày hôm nay người Trung Quốc đó, họ không dùng cái chữ trùng dụng nhiều nữa, mà họ dùng cái chữ gọi là trùng phức duyên. Và dĩ nhiên là quý Phật tử ít khi nghe. À, chữ trùng phức hay là trùng dụng có nghĩa là cái gì đó được lặp đi lặp lại, hay là nói theo ngôn ngữ dân gian gọi là nhồi tới nhồi lui. Một câu chuyện mà chúng ta nghe thời xưa đó, đó là câu chuyện Tăng Sâm giết người. Tăng Sâm là một học trò của Khổng Tử. Và khi có người đến báo với mẹ với của Tăng Sâm nói Tăng Sâm giết người đó, thì cái lời nói đầu tiên không làm cho bà nào đúng. Nhưng mà cứ hết người này tới người kia họ đến họ nói, thì do họ lặp đi lặp lại đó, khiến cho sau cùng bà lại hốt hoảng. Là chúng ta nghe câu chuyện nổi tiếng gọi là Tăng Sâm giết người. Đó. Cũng như cái hệ thống tuyên truyền ngày nay, chúng ta thấy những phong trào tuyên truyền của các cái chế độ hay là các cái bộ máy tuyên truyền mà có lẽ là người ta nói nổi bật nhất, đó là cái bộ máy tuyên truyền của Đức Phật xã. Chúng ta nhớ rằng người Đức á, là quê hương của khoa học, có nhiều triết gia, có nhiều người trí thức, có nhiều những bộ óc lỗi lạc. Và nếu ngày nay chúng ta nhìn thì người Đức á, là một trong những quốc gia mà cho tiền từ thiện nhiều nhất trên thế giới. Thế nhưng thưa quý vị, vào thập niên 30 của thế kỷ rồi đó, thì Đức Quốc xã đã đưa ra một cái luận điệu tuyên truyền. Luận điệu tuyên truyền đó, đó là quy tội cho người Do Thái. Quy tội cho người Do Thái đã giết Chúa Giê-xu. Quy tội cho người Do Thái đã tạo nên những cái khó khăn kinh tế. Thì ban đầu người ta không tin, tại vì chúng ta biết là Chúa Giê-xu cũng là người Do Thái. Và đem dân tộc Do Thái ra phỉ nhổ, nguyền rủa thì giống như là nguyền rủa Chúa Giê-xu thôi. Nhưng mà chuyện đó được lặp đi, lặp lại. Và người Do Thái, dĩ nhiên là họ là người rất giỏi ở trong việc buôn bán, cho vay tiền. Nhưng mà họ cũng không phải là một tội nhân của xã hội. Nói cho cùng thì họ cần kiệm làm ăn, nên họ có tiền. Và nước nào cũng vậy, kinh tế nào cũng vậy, người ta cần những người có tiền để cho những người cần đi vay, và mình vay thì phải trả tiền lời. Nhưng mà trong cái guồng máy tuyên truyền của người Đức, của Đức Quốc xã, đã khiến dân già người Đức họ tin là dân tộc Do Thái là một tội đồ. Họ tin vào cái chủ nghĩa là người Đức là giống dân Aryan, là giống dân siêu Việt. Họ tin vào cái nhiệm vụ thiêng liêng của người Đức là bảo vệ cho cái dòng dõi, dòng giống Aryan được thuần chủng. Và cuối cùng, một cái bi kịch lớn của nhân loại xảy ra. Hàng mấy triệu người bị thảm sát, nhân danh những cái giá trị mà bộ máy tuyên truyền đưa ra. Không biết bao nhiêu người chết trong lò ngạt. Và người Do Thái, họ đã bị đem ra để coi như là những con chuột, để thí nghiệm cho rất nhiều ở dưới bàn tay của những bác sĩ. Những bác sĩ đó là bác sĩ của Đức, họ là những người trí thức. Nhưng mà rồi thưa quý vị, đến lúc đó thì từ trên xuống dưới quay cuồng mê hoặc, nên đưa tạo ra Thế chiến thứ hai. Và trong Thế chiến thứ hai thì tội ác diệt chủng thì không biết bao nhiêu. Và ngày nay thì có lẽ nhân loại cũng dần dần quên đi điều đó đi, nếu không có sự nhắc nhở của người Do Thái.
Thì chúng ta sống trong cuộc sống, khi mà nhắc đến trùng dụng duyên đó, thì chúng ta phải cẩn thận một điều là một cái phương cách mà người ta ảnh hưởng cuộc sống tinh thần của chúng ta ngày hôm nay, đó là quảng cáo. Tại sao mà ở tại Mỹ mỗi một trận banh á, nhất là cái trận Super Bowl đó, người ta bỏ rất nhiều tiền chỉ quảng cáo trong mấy mươi giây thôi. Bởi vì rõ ràng một điều mà tất cả mọi tầng từ trong chính quyền cho đến xã hội, cho đến học đường, cho đến những nhà nghiên cứu đều thấy rằng con người rất dễ bị dẫn dắt bởi những gì lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại. Người ta không cần biết điều đó tốt hay xấu, đúng sai phải quấy, nhưng mà những gì lặp đi lặp lại đó thì nó tạo nên cái hiệu ứng và có một số người đi theo. Và điều này là một điều rất là dễ sợ. Thưa quý vị, chúng ta nhớ một cái tai họa của nhân loại thế kỷ trước là chuyện hút thuốc. Người ta đã đưa lên màn ảnh những cái hình ảnh của những tài tử nổi danh như Charles Bronson hay là John Wayne, những tay cao bồi cầm điếu thuốc, hay là hoặc là những cái thần tượng của giới trẻ. Và dần dà nó ăn sâu vào trong tâm thức người ta, nói rằng hút thuốc lá là sành điệu, hút thuốc lá là thể hiện nam tính, hút thuốc lá mới thật sự chứng minh là người trưởng thành. Cái đó nó đi vào ổn đốc con người, và phải mất rất nhiều năm, phải rất nhiều tiền bạc cố gắng để mà nhân loại thay đổi cái nhìn. Chúng ta là nạn nhân của quảng cáo, nhưng mà chúng ta rất là sung sướng tại vì chúng ta không nghĩ chuyện đó. Thật ra thì đôi khi một cái sản phẩm như là nước ngọt của Pepsi Cola và nước ngọt của Coca Cola, nước ngọt của những hãng nào đó, trên phương diện sức khỏe, trên phương diện cuộc sống, nó không cho đền bao nhiêu. Nhưng mà sự khác biệt đó là cái chiến dịch tuyên truyền, hay nói cái khác, chiến dịch quảng cáo. Cái thủ thuật quảng cáo đã đưa rất nhiều cái mặt hàng, cái sản phẩm, nó trở thành một niềm hãnh diện. Phải mặc cái áo hiệu đó, phải đi chiếc xe hiệu đó, phải hút thuốc hiệu đó mới gọi là người sành điệu. Thì cái đó nó đến từ cái gọi là lặp đi lặp lại. Ban đầu thì đối với chúng ta nó không có nghĩa gì. Nhưng mà thưa quý vị, thật ra mà nói, cái chuyện mà lặp đi lặp lại lâu ngày nó tạo thành cái hiện tượng mà chúng ta gọi tăng sâm giết người. Có ai hiểu tăng sâm bằng mẹ của tăng sâm, nhưng người ta nói hoài thì tự nhiên cũng đau đúng. Quả thật là con mình có giết người, thành ra hết người này tới người kia nói như vậy. Thì đó là cái chuyện mà chúng ta thấy. Chúng ta nói như vậy là cộng đồng người Việt của chúng ta đó là một cộng đồng rất là dễ bị đầu độc về tuyên truyền. Suốt cả một thời gian rất dài, từ thời Pháp thuộc cho đến sau này, cho đến ngày hôm nay cũng vậy. Người Việt Nam là nạn nhân của một cái nguồn máy tuyên truyền rất là tinh vi. Nhưng mà chúng ta rất là hãnh diện, chúng ta rất là sung sướng. Và những ai mà nói cái gì nói đàng hoàng, nói có lý lẽ thì chúng ta ít nghe lắm. Nhưng mà những cái gì mà nói đi nói lại, nói như là một cái câu thần chú mà cứ lặp tới lặp lưu rồi, thì nó đi vào lòng chúng ta. Chúng tôi sống ở gần cộng đồng, gần Phật tử, thì điều đó chúng tôi thấy rất rõ. Bởi vì thưa quý vị, tại sao người ta mê tín? Mê tín nó cũng là một thứ xảo thuật. Người này cứ nói rằng tôi đi ông thầy bói này, ông thầy bói này ông nói là hay. Hay là người này nói rằng tôi đi gặp tai nạn như vậy, rồi tôi cầu nguyện như vậy, được như vậy. Không biết bao nhiêu là những phong trào, từ phong trào nhân điện của Linh Minh Đáng, phong trào thiền sức hồ của Lương Sĩ Hằng, phong trào của Thanh Hải Vô Thượng Sư và rất nhiều. Ở tại Mỹ, thưa quý vị, người ta nói rằng những cái phong trào cultist, những phong trào dị giáo đó, nó không phải là hàng chục mà hàng trăm, hàng mấy trăm phong trào dị giáo như vậy. Cái gì mà lặp đi lặp lại, nhồi đi nhồi lại ở trong tâm tư, thì nó sẽ ảnh hưởng không? Đó là điều mà chúng ta phải
đặc biệt, rất là lý. Ở đây thì có đề cập đến một cái tác động về trùng dựng duyên ở trong cái thế giới của vĩ mô. Thế giới vĩ mô ở đây chúng ta nói về những cái tâm gọi là tâm xử lý cảnh hay là Javana. Thì quý vị biết rằng những cái tâm trước đó, nó không có nhiều sát na. Thí dụ như là nó sanh lên rồi bị mất, đó là khám ngũ môn, ngũ sung thức, rồi tiếp nhận, rồi kiểm tra, rồi xác định. Nhưng một cái tâm sửa chứ, nó tới 7 sát na. Thành ra nó tạo ra một cái lực, cái lực của cái gọi là trùng dụng. Và chúng tôi không biết vì lý do gì, nhưng mà con số 7 đó, nó trở thành một cái con số rất là thường thấy trong Phật học và thấy trong cái xã hội Ấn Độ. Cái gì mà cứ lặp đi lặp lại 7 lần, như là 7 ngày 7 lần, thì nó tạo nên một cái ảnh hưởng nhất định không thể phủ nhận được. Bây giờ thì thưa quý vị, chúng ta bước sang một cái duyên khác mà hồi nãy Hòa Thượng Từ Siêu đã giảng, đó gọi là nghiệp duyên. Nghiệp duyên ở đây được chỉ rất là rõ ràng, đó là cái chủ trương tạo tác. Nó giống như trong một công ty mà chúng ta nói về người CEO, tức là Chief Executive Director, ông tổng giám đốc, là người đưa ra quyết định. Hay là nước, cái cục diện nước Nga bây giờ là do Putin quyết định, hay là cục diện của Ukraine bây giờ là của Zelensky quyết định vậy đó. Dĩ nhiên là chúng ta đề cập đến một quốc gia, một đảng phái, một tổ chức, một công ty thì nó đồ sộ, nó rộng lớn nhiều người. Nhưng mà chúng ta phải hiểu là cái nhân tố nó mang cái tính gọi là đầu não. Cái đầu não đó đã tạo nên cái quyết định, tạo nên cái mà chúng ta gọi là cái chủ trương tạo tác. Thì cái chủ trương này đó, đạo Phật gọi là Chetana, tức là chủ tâm tạo tác. Cái chủ tâm rất là quan trọng. Về cái này đó thì người Phật tử khi mà học về Phật Pháp và trong đời sống hàng ngày đó, thì chúng ta rất là cẩn trọng. Thí dụ như là nhìn ở bên ngoài một cái bữa trai tăng, một cuộc lễ cúng dường tăng y cái thí ná, một cái công trình xây chùa, ở bên ngoài thì rất khó thấy được sự khác biệt giữa người này người kia. Nhưng mà chúng ta phải tự mình biết ở trong thâm tâm của mình là mình đã nỗ lực bỏ tiền ra, bỏ công sức để làm việc đó vì lý do gì. Cái đó quan trọng, cái đó gọi là Chetana. Chúng ta có thể xây chùa đơn thuần là vì danh, mình có tiền, mình phải xây ngôi chùa để lấy tiếng với thiên hạ. Nhiều người làm như vậy, thưa quý vị. Hay hoặc giả là có người xây chùa bởi vì họ đến chùa, họ thấy rằng chư tăng tu tập mà phải quá vất vả với cái cơ sở mà nay hư này mai hư kia. Bây giờ giúp chư tăng xây cất một lần cho nó xong để chư tăng rảnh rang tu tập. Hay hoặc giả là chúng ta đi chùa lâu thấy ngôi chùa nó không có đủ để tôn vinh cái giá trị của Đức Phật và giá trị giáo pháp công phục, thì chúng ta phát tâm để chúng ta xây chùa. Cái chủ tâm chính yếu phía sau đó, sau hết và sâu hơn hết và tế nhị hơn hết, thì cái đó đạo Phật gọi là Chetana. Và chính Chetana này tạo nghiệp. Như trong một quốc gia có thể là cả hàng trăm triệu dân, mấy mươi triệu dân, không biết bao nhiêu là cơ phận về xã hội, về hành chính, về kinh tế, và trong vùng phái chính quyền cũng bao nhiêu bộ. Nhưng mà một cách tối hậu thì cái vị tổng thống, vị thủ tướng, người nắm quyền đó phải đưa ra quyết định. Quốc gia nào cũng vậy, dù đó chế độ độc tài hay dân chủ, dù là đông hay tây, dù là mang màu sắc thế tục hay mang màu sắc đạo giáo gì nữa, thì phải có cái người nào đó chịu trách nhiệm quyết định là đưa ra cái chủ trương. Và cái chủ trương đó đạo Phật gọi là Kamma, là nghiệp.
Thật ra khi mà mình nói về nghiệp ở bên ngoài đó, mình chỉ nói là hành động hay sự tạo tác. Nhưng mà Đức Phật Ngài dạy rằng cái điểm then chốt của nghiệp đó là cái chủ trương tạo tác, cái chủ tâm tạo tác hay là chetana. Cái này là cái mà chúng ta phải thật sự lưu ý. Và bây giờ thứ gì chúng ta nói sang một cái duyên khác mà chúng ta học ngày hôm nay, đó là quả duyên. Thì cái duyên như chúng ta được nghe cái quả này, hồi trước Ngài thực sự Ngài dùng cái chữ gọi là di thục duyên, mà chúng ta nói chưa đủ là quả di thục duyên, tức là cái gì đó được tạo nên bởi nghiệp. Cái quả này đó nó mang nhiều cái tính cách, nó mang nhiều tính cách trong cái tâm, giống như là cái tâm tạo nghiệp nếu đó là tâm thiện. Còn trong tâm bất thiện thì nó sanh quả chỉ là ngũ sông thức, hay là tiếp nhận, hay là kiểm tra thôi, chứ nó không có rõ ràng giống như là tham sân si. Tuy nhiên, ở đây chúng ta phải nói một điều rằng khi một cái tâm quả sanh khởi thì do có cái quả đó nên nó luôn luôn có một cái ảnh hưởng nhất định đối với kiếp sống. Thí dụ như ở trong cái phương diện vĩ mô mà chúng ta nói đó, thì bốn cái danh quẩn trong tâm quả đó thuộc về quả duyên. Nhưng mà chúng ta nói đại lược ở bên ngoài đó là do cái tâm quả sanh khởi, và điều này nó tạo nên một cái hiệu ứng tương tự như là ở Mỹ này đó. Mình trong công ăn việc làm có những người mà họ gọi là họ có tín dụng tốt và tín dụng không tốt. Tín dụng tốt á thì họ làm cái gì, họ thuê cái gì, họ mượn tiền cái gì cũng dễ dàng. Còn mà tín dụng không tốt á thì thường thường là họ gặp khó khăn. Hay hoặc giả là một cái người mà có cái tiền án là tù tội, khi mà đi ra bên ngoài rồi thì mặc dù họ đã không còn ở tù nữa, nhưng do họ có tiền án thì họ vẫn tiếp tục gặp lấy những khó khăn. Cái ảnh hưởng của cái gọi là vipakkhamma, cái dị thục duyên đó, nó có rất nhiều. Ở trong kinh có ghi nhận một số các trường hợp là như Đức Bồ Tát á, Ngài có tu khổ hạnh, Ngài khổ hạnh đến cùng cực đi nữa thì Ngài cũng không chết được. Tại vì đây là kiếp chót mà Ngài chắc chắn sẽ viên thành quả vị vô thượng tịnh đẳng danh giác. Cũng có những vị A-la-hán ở trong kiếp chót đắc đạo á, thì thưa quý vị, dù là bỏ xuống sông hay là để giữa đường cho một đàn bò đi ngang thì nó cũng tránh thôi. Cho dù đem bỏ trong nghĩa địa cột chung với xác chết, cho kênh hay là giả trang đến ăn xác chết thì nó cũng không ăn đứa bé. Tại vì hài nhi đó khi lớn lên sẽ trở thành một vị A-la-hán. Những cái ảnh hưởng của quả đó chúng ta không có nói. Bởi vì trong đời sống này đó, chúng ta nghĩ rằng nghiệp quá khứ sinh ra quả, nhưng mà đừng quên một điều rằng quả đó nó cũng có những cái ảnh hưởng rất là quan trọng. Chúng tôi lấy ví dụ như là một cái người họ có cái số làm tổng thống, ví dụ Barack Obama, họ có cái duyên nghiệp tổng thống. Hồi nhỏ đó sinh trong gia đình là mẹ là người bị trắng, cha là người Phi Châu, và đã có lúc lưu lạc sang Indonesia. Và cũng có lúc ông thú nhận rằng ông có một tuổi trẻ ảm đạm, thậm chí có thử đến thuốc phiện nữa. Nhưng mà rồi do cái nghiệp về sau này trở thành vị tổng thống đó, thì thứ gì, những cái sự lưu lạc, những cái thăng trầm, nó đã không làm cho ông chết đi hay là mất đi, mà trái lại cuối cùng lại đưa để ông trở về, rốt cuộc trở thành một luật sư ưu hạng, trở thành một nhà lập pháp ở Chicago, rồi trở thành một nghị sĩ Hoa Kỳ leo lên chức tổng thống. Thì ở đây đó, chúng ta phải nói như vậy là nhiều cái quyết định, nhiều cái sự đưa đẩy trong đời sống của chúng ta ngay lúc đó
mà sở dĩ nó tạo nên đó, không phải là do chúng ta khôn hay dại, mà là do cái quả của nghiệp nó chi phối. Và cái này thì rất là khó biết. Dạ, khó biết. Đôi khi chúng ta nghe nghe câu thơ của Nguyễn Du đó là ma đưa lối quỷ đưa đường, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Thì cái ma đưa lối quỷ đưa đường đó, nó là, nếu cái nhìn của người Phật tử, nó là cái ảnh hưởng của cái chúng ta gọi là nghiệp quả. Dạ, chúng ta gọi là nghiệp quả. Cái nghiệp này nó có cái chi phối chúng ta rất là lớn. Bây giờ thì chúng ta cố gắng nói nhanh một chút để chúng ta hy vọng có đủ giờ cháu trễ chút quý vị qua thì chúng ta nói đến vật thực duyên, hay là chúng ta nói đến cái thật ra chúng ta chưa tìm cái chữ gì để thay thế thường thường gọi là thực duyên, nhưng mà đại khái đó là những cái dưỡng tố của đời sống. Những dưỡng tố này như là xúc thực, tức là cảnh nuôi dưỡng cho tâm. Sắc thinh khí thì xúc ở bên ngoài. Chúng ta sống trong một cái nơi mà người ta thường bạo động thì tâm tư của chúng ta cũng ảnh hưởng. Chúng ta ở cái nơi mà gần thiên nhiên, tâm chúng ta cũng rất ảnh hưởng. Và cảnh nuôi tâm, tâm thì nuôi dưỡng cho sự sống. Và chúng ta gọi là thức thực. Và cái tâm thái của chúng ta nó ảnh hưởng rất nhiều ở chung quanh. Và có cái gọi là tư niệm thực. Và tư niệm thực tức là cái sự tạo tác, nó nuôi dưỡng nuôi dòng luân hồi. Dạ. Chúng ta tạo ra gọi là hành thì duyên cho thức. Dạ. Thì cái nghiệp đó, gọi là tư niệm thực, tức là do tạo tác, rồi tạo tác có chủ tâm nên chỉ nuôi dưỡng dòng luân hồi. Và dĩ nhiên chúng ta phải cộng thêm một thứ dinh dưỡng nữa gọi là đoàn thực, tức là những gì thuộc về vật chất mà nuôi dưỡng vật chất, như là cơm bánh nuôi dưỡng thân của chúng ta, hay là phân nước ánh sáng nó nuôi dưỡng cho cây cối chẳng hạn. Thì vật chất nó có cái nuôi riêng của nó có dưỡng tố riêng, nhưng mà ở trong thế giới này thì chúng ta biết rằng có một cái ảnh hưởng gọi là ảnh hưởng của dưỡng tố tốt hay không tốt, dưỡng tố đủ hay không đủ, dưỡng tố thích so với không, thì đã ảnh hưởng tới sự tồn tại của chúng ta. Cái này là cái mà chúng ta phải hiểu. Sau cùng thì chúng ta nói đến quyền duyên, đến indriya. Dạ, quyền indriya. Cái quyền duyên ở đây đó là chúng ta nên hiểu cơ quan chức năng. Thí dụ như chúng ta sống ở tại Mỹ thì mình thấy rất là rõ rằng cái chính sách của một vị tổng thống đắc cử ảnh hưởng đến chúng ta thực sự. Cái ông thống đốc của tiểu bang ảnh hưởng đến chúng ta thật sự. Ông thị trưởng thành phố ảnh hưởng chúng ta thật sự. Những cái viên chức dân cử có ảnh hưởng đến mọi người. Tại vì sao? Họ là những cái cơ sở có cái trách nhiệm vận hành cái nguồn máy. Thì điều đó ảnh hưởng chúng ta thôi. Chúng ta muốn từ chối cũng được. Hay là quý vị vào trong một ngôi chùa thì tự nhiên là ngôi chùa đó nó ra sao, nó được duy trì thế nào, là ảnh hưởng bởi vì sư cả hay sư trụ trì. Và sư cả sư trụ trì đó cho dù là già hay trẻ, giỏi hay dở, nó đều có ảnh hưởng nhất định đến toàn bộ ngôi chùa. Hoặc giả là chúng ta sống ở trong gia đình mà cái người gọi là đầu tàu, có thể là người vợ, có người chồng, có thể bà nội, có thể bà ngoại, nhưng trong gia đình nào thì cũng có cái người đầu tàu, thì cái người đầu tàu đó cũng có ảnh hưởng. Và chúng ta gọi là quyền duyên. Chính quyền ở đây chúng ta hiểu rằng đó là những cái nền tảng hay là cái cơ phận mà nó có cái ảnh hưởng tác động lớn. Chúng ta học về 22 quyền, chúng ta học nhiều thứ về quyền các vị indriya, thì cái vai trò của quyền hay là căn là những cái trong tiếng Anh chúng tôi nói chữ faculty, là chữ faculty như là trong một cái trường đại học mà họ có cái staff hay faculty, tức là những cái cơ quan điều hành. Chữ faculty là cơ quan đó. Thì ở trong chữ tiếng trong tiếng Pali thì indriya cũng nghĩa là cơ quan như vậy. Và những cơ quan này có cái trách nhiệm ảnh hưởng. Chúng ta nói thế nào đi nữa thì lấy một cái ví dụ là khi mà chúng tôi ở Việt Nam á, thì cái cơ quan về mưu sinh á, nó không biết làm gì hết. Người Việt không biết làm gì, hay là cơ quan về kiểm lâm thì cũng ậu ơ dí dầu thôi. Nhưng mà càng ngày thì càng có người trình độ,
chịu trách nhiệm về những bộ phận đó, càng ngày càng có những nhân sự được trả lương xứng đáng về làm ở tại đó, thì những cái cơ quan như là về môi trường, về tài nguyên vân vân, họ là việc xuất sắc hơn. Thành ra cái Indriya, cái faculty đó, nó rất là quan trọng trong sống của chúng ta. Thì thưa quý vị, trước khi dứt lời, chúng tôi nhắc quý vị một điều là khi quý vị học về như hệ đó, thì quý vị nhớ rằng nó có hai cái cách hiểu. Một cách hiểu rất chuyên, rất sâu là cách hiểu vĩ mô, và một cách hiểu đại lực ở bên ngoài ngoài là cách nói chung chung. Thì ở trong Thắng Pháp, bắt buộc khi mà đề cập đến duyên hệ theo cái tính cách gọi là thuần Thắng Pháp thì chỉ đề cập đến vĩ mô thôi. Nhưng mà chúng ta học thì chúng ta phải hiểu dùng cái đại loại ở bên ngoài. Thì chúng tôi nói thêm như vậy đó, để quý Phật tử khi học đó, có hai cái cách nhìn, hai cái lối nhìn khác nhau. Nhờ như vậy đó thì chúng ta sẽ nắm vững bài hơn. Thì cũng phải nói rằng những bài học này đi hơi nhanh đó, thành ra quý Phật tử rất cần để ôm đi ôm lại. Và sau khi Hòa Thượng Tuệ Siêu kết thúc cái phần giảng Hòa Thượng rồi, thì chúng tôi xin làm cái trách nhiệm là ôm nhắc lại những gì mà chúng ta đã học. Hy vọng rằng những cái gọi là bài học về duyên hệ này không những cho chúng ta thấy thêm giá trị của Thắng Pháp, mà còn thấy được cái sự áp dụng Phật Pháp trong đời sống hàng ngày. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Room Phật Pháp Buddha Dhamma. Ngày mai ngày thứ chúng ta sẽ có giáo trình phản ngữ, và Hòa Thượng Tuệ Siêu và chúng tôi sẽ là vị đảm trách buổi giảng ngày mai. Kính đại lễ Chư Tôn Đức thân chào tạm biệt quý Phật tử. Chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giả. Sa thú lành thai, con tôi nữ Như Pháp, cùng đại chúng đông rùm thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Hòa Thượng Giác Đẳng. Đã từ